Thông tin chính sách. Theo Điều 3 Nghị định 53 của Chính phủ, đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh quy định tại Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 thuộc đối tượng không chịu thuế, bao gồm những loại đất sau đây. Đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất do cơ sở tôn giáo sử dụng bao gồm đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, đất làm nghĩa trang nghĩa địa, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, trụ sở tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập. Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh.